Hệ thống chống sét bên ngoài, phần 3. Dây dẫn của hệ thống chống sét. Các dây dẫn của hệ thống chống sét như trong hình là dây dẫn điện nối giữa thiết bị thu sét và hệ thống nối đất. Các dây dẫn cần được dẫn thẳng góc theo đường ngắn nhất đến hệ thống nối đất. Số lượng của dây dẫn cần thiết tùy vào cấp bảo vệ được chọn của hệ thống chống sét và tùy thuộc vào chu vi cạnh viền của mái nhà. Hệ thống chống sét cho các công trình xây cất cần phải có tối thiểu là 2 dây dẫn. Những dây dẫn bắt đầu từ góc mái nhà nên được phân phối đều và bố trí sao cho dây dẫn là sự tiếp nối trực tiếp đường dây thu sét. Nó cần lắp đặt sao cho khoảng cách an toàn cần thiết đến các cửa sổ và cửa ra vào phải được tuân thủ. Dây dẫn của hệ thống chống sét được phân phối đều quanh chu vi của công trình xây cất và chạy dọc theo các cạnh tự nhiên. Hệ thống nối đất. Hệ thống nối đất phân tán dòng điện sét vào đất và ngăn ngừa sự quá áp nguy hiểm. Cách bố trí điện cực nối đất loại A là điện cực nối đất ngang, bản cực tiếp đất hoặc điện cực nối đất dọc, thanh cực tiếp đất, lắp đặt bên ngoài hệ thống cần bảo vệ và được nối với từng dây dẫn. Hệ thống nối đất loại A có ít nhất 2 điện cực nối đất. Cách bố trí điện cực nối đất loại B là điện cực nối đất nền nhà hoặc điện cực nối đất vòng, được đặt nằm ngoài công trình xây cất. Nó được chôn sâu tối thiểu 0,5m và cách tòa nhà khoảng 1m.